xin mời nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh Máy Ô Tô Huy Trung. Hôm nay thì bên em vừa một chiếc Chevrolet Captiva đời 2007 số sàn nha. Đấy, xe thì em đang bán với mức giá là 250 triệu đồng, bao vận chuyển cho anh em toàn quốc. Đấy, xe thì 4 lốp là lốp mới hết nha. Đấy, lốp lá là lốp mới hết. Xe về anh em chỉ có việc đi thôi, không phải làm gì thêm hết nha. Đấy, xe còn rất là đẹp. Xe được trang bị nước sơn một bạc, nhìn rất là sang trọng nha. Đấy, một bạc, lốp lá thì còn khá là mới nha. Cua lốp gầm bệ thì vẫn còn khá là đẹp, chưa có hiện tượng đâm đụng hay ngập nước gì hết nha. Đó. Xe thì nói chung là rất ok, biển 43 Đà Nẵng nha, bản đủ. Đấy, ghế chính điện, điều hòa ô tô, xe thì nói chung là về là có việc đi thôi, không phải làm gì thêm hết. Xe còn rất là ok, nước sơn thì còn khá là tương đối ổn định nha. Chị Nguyễn đây. Xe thì nội thất là nó là nỉ nguyên bản, bởi vì dòng này là dòng nỉ nha, chiếc này là nỉ, ghế nỉ, nên là ghế là ghế nỉ nguyên bản theo xe, người ta đã bọc da lại rồi, mới vừa bọc xong. Đấy, trần nỉ đồ thì còn rất là đẹp nha. Xe về anh em chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ một thứ gì thêm hết. Xe là chủ nhà được giữ rất là kỹ rồi, anh em về là chỉ có việc là sử dụng thôi. Xe thì còn tương đối là sạch sẽ. Đấy, ghế rồi viết rồi còn rất ok. Ốc đồ anh em nhìn ốc còn mới can hết nha. Giá em bán hợp lý luôn, 250 triệu đồng bao vận chuyển cho anh em toàn quốc. Còn anh em nào thích rút hồ sơ thì phải thêm em 3 triệu nữa nha. Xe còn rất là nét, anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Nội thất đây, nội thất đằng trước đây là xe được trang bị màn hình số sàn. Con này là số sàn nên là đi nó rất là tiết kiệm xăng nha, chỉ khoảng 9 đến 10 lít trên 100 cây thôi, khẳng định luôn. Anh chị nào mà mua về mà test mà trên 9 lít, 10 lít, trên 10 lít thì trả xe lại cho em ha. Đấy. Giấy tờ hồ sơ hợp đồng đầy đủ hết, em đã mua chứng minh nhân dân chủ xe đầy đủ hết. Anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Còn cái vấn đề sang tên thì em sẽ hỗ trợ anh em rút hồ sơ. Còn anh em về nhập đóng phí cước bạ ha. Đấy, xe nói chung còn khá là ok. Đấy, kiểm định theo xe đây, anh em coi kỹ nha. Đấy, kiểm định đời 2007 nha, Chevrolet Captiva, máy 2.4, số sàn, bởi vì nó là số sàn nên là nó chạy khoảng 9 đến 10 lít thôi. Anh em lưu ý nha, bởi vì dòng xe sang mà, nó là xe sang nên nó không là thể là tiết kiệm như những dòng thông thường được. Xe thì còn khá là tương đối đẹp. Ốc đồ anh em nhìn ốc màu bạc ngàn nguyên bản theo xe nè, chỉ niễn đồ còn nguyên hết. Đấy, tắp bi đồ còn khá là nét nha. Đấy, đấy, ốc màu theo xe luôn. Xe còn tương đối đẹp nha. Gương cặp điện, chỉnh điện. Khám đến tháng 4 2020 nha. Đấy. Xe còn tương đối là đẹp, đèn đuốc còn rất là sáng nha. Đấy. Sau đây em sẽ vào khoang nội thất cho anh em xem. Ghế là ghế chỉnh điện nè. Đấy. Ghế chỉnh điện. Đấy. Ghế chỉnh điện hết nha. Hoạt động tốt hết. Ghế đây. Tới luôn hoạt động tốt hết nha. Xe nói chung hoạt động rất ok. Ốc màu rồi, 4 con ốc màu, cửa cánh lề cửa thì vẫn còn nguyên. Đấy, nội thất đây. Nội thất theo xe đây, bảng đồng hồ tắp lô còn khá là đẹp nét nha. Đấy. Sau đây em sẽ nổ máy cho anh em xem. Máy nổ rất là êm. Con này được có máy nổ rất là êm, số sàn máy nổ đứng hình cho anh em luôn. Bảng đồng hồ đầy đủ hết nha. Xe chạy 20 vạn rồi. Xe số sàn thì nó được trang bị hai tính năng, không giống như hai tính năng, thêm hai tính năng. Đấy, hai tính năng mới đó là tính năng cân bằng điện tử và tính năng đổ đèo ngang dốc. Âm thanh điều hòa máy lạnh nghe rất là ok ha. Đây, điều hòa ô tô tự động hết, nói chung là còn rất là ok. Đĩa nè. Đấy, số má rất là nhẹ nhàng ha, số rất là nhẹ nhàng. Xe thì nói chung còn khá là ok, anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Bảng đồng hồ đây, xe nó đo chỉ có 9 lít trên 100 cây thôi nè.
trên trăm cây thôi không? Xe chắc chắn luôn nha. Âm thanh nghe rất là hay luôn. Đây. Xe còn khá là tương đối đẹp nha. Bản đồng hồ tốc lô, xe được hai trang bị hai túi khí đằng trước, phanh ABS nha. Phanh ABS. Gương gập điện chỉnh điện hoạt động khá là tốt. Giá em bán chỉ có 250 triệu thôi, một cái giá nó rất là hợp lý cho anh em mua về sử dụng nha. Đấy, gương kính chỉnh điện thì không thiếu thứ gì hết. Đấy. Âm thanh nghe rất là ok, âm thanh như vũ trường luôn. Đó, âm thanh rất là hay nha. Ghế gương kính chỉnh điện đây, hoạt động rất là tốt. Đấy, xe được dán phim cách nhiệt toàn thân rồi, phim xịn theo xe luôn. Đấy, do con này là số sàn nên là đi nó sẽ tiết kiệm và nó sẽ lành tính hơn số tự động rất rất là nhiều nha, anh em lưu ý điều đấy. Xe thì người ta giữ rất là kỹ, xe của chủ mà. Đấy, xe chủ người ta giữ gìn rất là ok. Còn đèn phía sau thì sẽ mở cửa đèn nó sẽ sáng nha. Đấy, anh em thấy không, mở cửa đèn nó sáng rất là đẹp, hợp lý. Xe nói chung là về anh em chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi. Xe chạy đúng 20 vạn zin nha. Đấy. Ghế ghiếc đồ còn rất là ok. Cái này là mở kính nè, mở kính đằng sau. Đèn đút là đầy đủ hết. Phía trong này thì xe người ta được trang bị một cái bệ tì tay nha. Đó, bệ tì tay 2 ngang rất là hợp lý luôn. Đấy, có thể mà có thể trượt tới được. Đấy, trượt tới để mình tệ tì tay ha. Đấy, chỉ nẻo nguyên bản cho xe. Đấy, nội thất đằng sau là rất là ok, mở cửa đèn sáng nha. Xe nói chung là còn khá là đẹp, anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Ghế ghiếc đồ mình có thể gặp lại mình chở hàng rất là ok, hợp lý nha. Sau đây người ta có một cái hộp tay tay nè. Đấy, tay tay trong đây có cái hộp tay đồ nè. Đằng sau đây. Đấy, có một cái hộp để mình để tàn thuốc và một cái hộp để ly. Đấy, xe rất là ok. Xe thì người ta mới vừa bọc lại thôi chứ bên trong nó còn nỉ zin nè, nỉ nó theo giống này nè. Đấy, rất là đẹp luôn. Ốc màu nguyên bản theo xe này anh em nhìn đây. Xe máy nổ hầu như là đứng hình không nghe gì hết nha. Máy nổ rất là êm, con này máy nổ cực kỳ êm luôn. Lốp lá là 4 lốp mới hết. Mình có thể mình mở gương đằng sau ra nè. Đấy, mở gương ra thấy không? Cốp đầy đủ hết nha. Đội đầy đủ, điếc đầy đủ hết. Ghế mình có thể gặp lại mình chỉ hàng rất là vô tư. Đấy, đằng sau đây. Đấy, led đằng sau đây. Đấy, led người ta trang bị đằng sau đây. Cột kè đằng sau thì vẫn còn nguyên hết nha. Bấm đây. Còn nguyên hết, chưa có hiện tượng đâm đụng hay ngập nước gì hết nha. Nên là anh em yên tâm, đèn đốt thì đầy đủ luôn. Đấy. Cốp rất là sạch sẽ nha. Xe nói chung là rất là đẹp, anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Đấy. Mở máy cho anh em xem nha. Đây, máy móc nổ rất là êm nha. Máy móc nổ cực kỳ êm luôn. Anh em mà mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Cột kè hai bên anh em nhìn vẫn còn nguyên hết nha, chưa có hiện tượng đâm đụng hay ngập nước gì hết, nên là anh em yên tâm về vấn đề đấy. Đấy, xe còn rất là hợp lý luôn. Đấy, máy móc nổ rất là êm nha, cực kỳ luôn. Dầu nhớt không có miếng nhớt miếng dầu nữa hết, là anh em yên tâm. Đấy. Xe thì người ta rất là kỹ, người ta rắc lâm rắc mỡ đồ xung quanh để cho chuột đồ khỏi nó vào nó cắn dây. Xe thì nói chung là chủ nhân khá là kỹ càng nên là anh em mua về đi rất là yên tâm. Xe thì nói chung đi về nó êm lắm, rất là êm, êm hơn những dòng cáp khác. Bởi vì có cái gì mà rùng rùng rè rè là anh đều thay, anh đều sửa hết, nên là rất là yên tâm nha. Một cái xe mà nó đáng giá như thế này thì anh em không thể bỏ qua. Giá 250 triệu, liên hệ 0905 356 663, xem xe tàu Huyền Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Xe nói chung còn rất là êm. Anh em nào thích thì nhanh tay liên hệ nha. Đấy. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nha.